Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì xưởng tượng gỗ sẽ giới thiệu đến các bác một bộ bà ông Tam Đà Phúc Lộc Thọ được chế tác từ chất liệu là gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là TP-LT016, có kích thước cao 40, ngang là 14 và sâu là 12,5. Được làm từ chất liệu gỗ hương ta và thỉnh thoảng thì mới có những cái phôi gỗ đều để em làm những cái bộ tam đà hàng đục tay để cho các bác thôi ạ. Các bác có thể nhìn thấy là ba ông tam đà được đục rất là đẹp và sắc nét các bác nha. Em sẽ quay từ từ gần vào để cho cả nhà chúng ta nhìn thấy. Điều đầu tiên khi nhìn vào bộ tam đà này là phải thật là cân đối, cân nghiện. Và những cái đế đồng xu tiền vàng mà ba ông tam đà đứng lên đều rất là đều nhau các bác nha. Em sẽ đi dần vào cái phần diện mặt của ba ông tam đà này để cho cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng ạ. Đầu tiên là ông Phúc được đục rất là đẹp và sắc nét luôn các bác nha. Bé một tiểu đồng, táo là những cái dây tiền và hoa văn rất là tuyệt vời. Tiếp theo là ông Lộc, nâng gậy như ý và nâng xu thỏi vàng, cũng được làm rất là tuyệt vời, rất là đẹp và sắc nét. Và cuối cùng là ông Thọ đang nâng quả đào và cầm tiền trượng các bác nhé. Đó, những cái đường nét râu này các bác này, hay là diện mặt làm rất là tuyệt vời, rất là có hồn và rất là thần thái. Và ba ông tam đa Phúc Lộc Thọ này thì rất là dễ để, và người người nhà nhà đều có thể trưng bày được những cái bộ tam đa như thế này các bác nhé. Được làm rất là đẹp và sắc nét. Và ba ông tam đa thì sẽ đem lại rất là nhiều ý nghĩa phong thủy tuyệt vời dành cho gia chủ. Và đặc biệt là những bác nào mà chúng ta đang thiếu những cái tác phẩm tam đa để trưng bày thì lựa chọn cái bức tượng này thì rất là hợp lý này các bác này. Em sẽ xoay mặt sau để cho cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Ba ông Phúc Lộc Thọ là biểu tượng mang lại sức khỏe, may mắn và tài lộc cho gia chủ. Và hiện nay thì rất là nhiều những khách hàng lựa chọn những cái bộ tam đa như thế này để trưng bày ở trong nhà, và đem lại rất là nhiều ý nghĩa phong thủy tốt các bác nha. Tượng ông Phúc đại diện cho may mắn và hạnh phúc, ông Lộc thì tượng trưng cho sự giàu có, tài lộc, và ông Thọ nghĩa là sống lâu trăm tuổi, mong ước có một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn các bác nha. Một tác phẩm rất là tuyệt vời. Và em sẽ quay lại để cho cả nhà chúng ta nhìn lại cái phần diện mặt chính của cái bộ tam đa này. Hàng gỗ rất là đặc gỗ các bác nhé, làm rất là cân kiện. Một bộ tam đa cao 40, ngang 14 và sâu 12,5. 3.200.000 đồng cho cái bộ tam đa này cả nhà nha. Cả nhà đặt hàng thì có thể để lại số điện thoại cho em nhé, qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 035 5678 885, hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho xưởng tượng gỗ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh xưởng tượng gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.